Xin chào quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật đến anh chị chính sách giá bán của Creta trong thời điểm đầu tháng 3 năm 2023, cũng như là những cái màu xe sẵn giao và tình hình hàng hóa của Creta trong thời điểm tới, và cập nhật chính sách trả góp ngân hàng cũng như là quà tặng khuyến mại của hãng để anh chị có thể sở hữu cho mình một chiếc xe gầm cao trong phân khúc xe hạng B mà có đầy đủ những công nghệ cần thiết và nói có thể là vượt trội trong phân khúc xe hạng B. Thì phiên bản Creta tiêu chuẩn bên em hiện tại đang được bán với giá đó là 620 triệu. Đây là phiên bản 2023, vẫn là xe nhập khẩu tại thị trường Indonesia, nhưng mà sắp tới thì có thông tin là Creta sẽ chuyển về lắp ráp tại Việt Nam. Và chúng em cũng sẽ còn một số ít đó là dòng xe nhập khẩu này thôi. Bản tiêu chuẩn thì được bán với giá 620 triệu và có kèm những cái quà tặng khuyến mại như là phim cách nhiệt này, trải sàn da bọc vô lăng, và được lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận. Nó rơi vào khoảng 685 triệu và cái chính sách hỗ trợ trả góp hiện tại thì lãi suất ngân hàng rơi vào khoảng 0,8% một tháng cho quý anh chị, và cái thời gian vay tối đa là 80% giá trị xe, cũng như là thời gian vay tối đa là 8 năm. Màu xe thì về phiên bản tiêu chuẩn này em có màu sẵn giao cho anh chị, đó là màu đỏ, màu trắng và màu đen. Còn trên phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có thêm so với bản tiêu chuẩn, đó là đèn LED này, rồi thì điều hòa tự động, số túi khí, cũng như là nhiều hơn về số lượng loa cũng như chất lượng loa, đó là loa bâu. Còn bản tiêu chuẩn thì em được trang bị loa thường. Thì bản đặc biệt thì cũng có thêm nữa là loa ga tự động, cruise control. Đó. Thì bản đặc biệt bên em hiện đang bán với mức giá đó là 670 triệu. Với mức giá là 690 triệu là giá niết thì đang được giảm 20 triệu là còn 670 triệu. Và cái giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang đó là rơi vào khoảng 740 triệu. Đó, phụ kiện bên em tặng kèm cho quý anh chị đó là phim cách nhiệt, trải sàn da và vô lăng. Còn bản cao cấp thì sẽ có nhiều hơn những cái công nghệ như là gói Hyundai Smart Sense thì có cảnh báo điểm mù trên gương, rồi công nghệ cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cũng như là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, phòng tránh va chạm người đi bộ phía trước, rồi có là mát ghế cho hàng ghế phía trước. Đó. Thì bản cao cấp bên em hiện tại đang được bán với giá đó là 715 triệu. Và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang là vào khoảng 790 triệu. Phụ kiện thì em vẫn tặng cho anh chị nó giống như hai cái phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt. Cái màu xe sẵn giao của phiên bản đặc biệt và cao cấp thì em cũng có sẵn đủ màu giao ngay. Creta bản tiêu chuẩn bên em được trang bị những công nghệ nổi bật như là cảm biến áp suất lốp này, đèn nổi từ xa, rồi có lên xuống kính lái bằng chìa khóa, rồi có đèn tự động, gạt mưa tự động, cũng như là hệ thống màn hình giải trí trung tâm, có tích hợp công nghệ bản đồ định vị dẫn đường của Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Cả ba phiên bản thì đều có phanh tay điện tử và giữ phanh auto hold. Đó, xe thì được dẫn động với hộp số IVT, đó là dây đai thép, dây đai bằng bánh xích cho cái công nghệ dẫn động rất là bền. Xe thì được trang bị với động cơ 1.5 lít và cái tiêu hao nhiên liệu thì Creta luôn đứng đầu trong phân khúc. Đó, đây cái tiêu hao nhiên liệu rất là tiết kiệm của xe. Đường ngoài đô thị là 5,2 lít, đường kết hợp là 6,1 và trong đô thị chỉ có khoảng 7,5 lít thôi. Đó. Đây cốp xe được trang bị với cái thể tích rất là rộng. Anh chị có thể để được nhiều hành lý cũng như là có thể gặp phẳng được hai hàng ghế phía sau để có thể chở được nhiều hàng hóa hơn. Hàng ghế phía sau thì cũng được trang bị cửa gió cũng như là cổng sạc.
giúp cho anh chị có thể giải trí và làm mát nhanh trên những cái cung đường anh chị sử dụng. Đằng sau bên em thì có độ ngả lưng ghế tốt, kèm cái ghế da cao cấp, rồi có móc khóa trẻ em Isofix thì anh chị có thể để trẻ em ở đằng sau rất là an toàn. Xe bản tiêu chuẩn thì được trang bị là hai túi khí, và bản đặc biệt và cao cấp là trang bị 6 túi. Thì em cũng xin phép nói chút đôi chút về Creta. Anh chị quan tâm đến Hyundai Creta trong thời điểm này thì xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Và cũng còn một số ít xe nhập khẩu thôi, thì mong anh chị có thể sở hữu cho mình những chiếc xe nhập khẩu cuối cùng của Creta. Em từ Hyundai Bắc Ninh xin cảm ơn anh chị đã theo dõi. Anh chị cho em xin một like, một đăng ký kênh cũng như là góp ý comment dưới phần bình luận để em có thể hoàn thiện video tốt hơn. Xin cảm ơn anh chị.